Trên đây là 3 mẫu đồng hồ xuất phát từ đất nước Pháp trong cùng một cái tầm giá rất vừa phải và hợp lý để sưu tầm, đó là dưới 20 triệu. Mời các bác cùng chú ý đón xem. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em muốn gửi tới các bác đó là chiếc đồng hồ Odo 38. Để mà so sánh với hai đối thủ còn lại thì có lẽ đây sẽ là chiếc đồng hồ được các bác quan tâm chú ý nhất ngày hôm nay. Em xin báo tổng quan qua về toàn bộ chiếc đồng hồ này. Kích thước của chiếc đồng hồ sẽ là 58 nhân với 42, đó là chiều cao và chiều rộng. Toàn bộ thiết kế thùng thì các bác có thể thấy rồi, một thiết kế thùng bè rất là đẹp mắt của đời Odo 30. Phần phía trước đồng hồ đương nhiên các cái vân gỗ đối xứng nhau và có hai cái chùm quả khắc màu tại phần vị trí hai bên cánh đối xứng nhau thông qua phần mặt số trung tâm. Trung tâm của đồng hồ một bộ mặt số bát giác nằm, logo hình tròn rất là đặc trưng của đời Odo 30. Xét về tổng thể toàn bộ thiết kế thì đây là một phần thiết kế thùng em nhận xét rất là đẹp và độ đẹp còn cực kỳ cao các bác ạ. Ngay từ phần mặt số các bác rất là chú ý đúng không? Toàn bộ từng con số đều còn rõ nét và đảm bảo là dễ nhìn. Bộ kim hiển thị cũng vậy và một phần niềng kim loại. Toàn bộ phần niềng và nền mặt số đồng màu nhau giúp cho cái bộ số sẽ trở nên dễ nhìn hơn. Ở nửa phần thân dưới sẽ có một bộ kính được tráng gương viền và được vát viền, giúp cho các cái đường viền kính sẽ luôn luôn sáng khi mà chúng ta nhìn từ các cái góc cạnh riêng. Và không thể thiếu được đó là phần cỏ lắc phía trong. Một thiết kế ngoại hình rất là phù hợp đúng không ạ? Có cái nét đẹp xưa. Đi kèm ở phía đó thì phía bên ngoài đây còn có những cái phần móc khóa. Móc khóa tại cả hai bên giúp cố định phần cánh thùng. Em sẽ mở phần cánh trên ra và quay phía bên trong của đồng hồ. Bên đây sẽ là chi tiết cánh thùng. Một phần cánh gỗ rất là dày dặn và còn chắc chắn, được cố định vào thùng bởi các cái phần bản lề chi tiết tại cả trên lẫn dưới đều còn rất chắc chắn. Và chiếc đồng hồ Odo 30 sẽ sở hữu cho mình đó là cơ chế khóa chuông nhờ những phần dây khóa vồ. Hai phần dây khóa vồ tại cả hai bên. Đây là các cái phần móc tại hông thùng được cố định chắc. Bên phía dưới thì đầy đủ đó là những cái phần chi tiết ốc bắt chống tường tại cả hai bên thùng. Bộ gông chiếc đồng hồ sở hữu sẽ là củ gông lòng bằng trắng các bác nhé. Gông lòng bằng trắng và 6 thanh côn thép. 6 thanh côn thép trải dài từ phần đỉnh gông cho tới phần dưới thùng đây. Phía bên cạnh sẽ có một phần chi tiết ốc bắt chống máy. Quay trực tiếp phần mặt số các bác nhìn cụ thể ở đây, từng chi tiết một. Và các bác cũng có thể thấy sơ qua bộ máy khi mà em quay từ trên xuống. Rồi, và tiếp theo sẽ là âm thanh tiếng chuông. Thank you.
Âm thanh tiếng chuông Odo, nền gông thép củ gông lòng bằng trắng và là thuộc đời Odo 30. Các bác đã vừa được nghe qua. Toàn bộ thông tin chi tiết của chiếc đồng hồ em sẽ mô tả lại một lần nữa ở phía bên cạnh, các bác chú ý theo dõi. Rồi, tiếp theo ngay sau đây sẽ là chiếc đồng hồ thứ hai mà em muốn giới thiệu trong video này. Đó là chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Zura. Các bác có thể nhận biết thông qua đó là bộ kim. Đây là bộ kim đặc trưng và chỉ thương hiệu Zura sở hữu thưa các bác. Và với một cái dáng thùng này thì còn cực kỳ là hoàn mỹ. Toàn bộ thiết kế các bác nhìn đây rất là luật nà đúng không ạ? Với hai phần chùm quả tại hai bên, đó là hai phần chùm nho. Những cái họa tiết rất là quen thuộc và là cái tính đặc trưng của nghệ thuật Pháp đúng không ạ? Hai chùm nho tại hai bên thùng. Chạm trổ rất thật và mang lại cái vẻ đẹp rất là tự nhiên đúng không các bác? Toàn bộ mặt phần trước của phần cánh thùng đây, đó là các cái vân gỗ bóng. Độ bóng sáng còn rất là tốt các bác nhìn đây ạ. Phản chiếu rất đẹp và vân gỗ cũng rất là đồng đều nhau. Màu sắc cũng cực kỳ đẹp. Mọi chi tiết các bác có thể nhìn thấy ngay đây. Phần mặt số vẫn là mặt bát giác nằm, niềng dễ sáng này. Bộ số cũng còn rất đẹp. Tổng quan rất là đáng sưu tầm. Phía dưới bộ kính tráng gương vẫn là tráng gương viền. Các cái đường nét ở cánh ngoài sẽ khác đi đôi chút so với chiếc đồng hồ Odo các bác vừa xem qua. Mỗi một thương hiệu sẽ lại có những cái nét khác biệt đúng không ạ? Mang lại được cái sự độc đáo riêng cho mình. Phần mặt lắc trung tâm vẫn tương tự. Mặt lắc bát giác và được bọc kim loại. Phần đáy thùng. Đó, đáy thùng được tách biệt rất là dày dặn cả phần phía trên lẫn phía dưới. Mang lại cảm giác cực kỳ chắc chắn. Và với một chiếc đồng hồ thùng bè thì vẫn sẽ là hai cái thiết khóa tại hai bên đây. Hai phần thiết khóa mổ cò cả trên lẫn dưới cánh thùng. Mở phần cánh thùng ra để các bác nhìn bên trong. Một màu gỗ còn rất là đẹp. Đó, chưa có quá là nhiều những cái dấu hiệu của hao mòn của thời gian trên cái chiếc đồng hồ này. Đảm bảo một cái quá trình sử dụng rất là lâu dài các bác nhé. Phần cánh cũng cực kỳ là dày dặn, các bác có thể nhìn thấy đây. Rất chắc chắn. Từng chi tiết bản lề cả trên lẫn dưới đều đầy đủ và cũng không thể thiếu được những cái chi tiết nhỏ như là ốc bắt chống tường đúng không ạ? Bộ gông mà chiếc đồng hồ sở hữu sẽ là bộ 8 thanh gông với 4 đồng và 4 thép. Phía bên tay phải là 4 thanh gông thép phụ trách cho âm thanh của bản nhạc Westminster. Và phía bên tay trái sẽ là 4 thanh gông đồng phụ trách cho việc tạo nên tiếng chuông điểm giờ. Sẽ có những cái tiếng chuông điểm giờ trầm và những cái tiếng chuông thánh thót của âm thanh bản nhạc Westminster. Củ gông trắng các bác nghỉ qua. Rồi, và mặt số trung tâm rất là đẹp, bắt sáng rất tốt và phản chiếu lại đúng không ạ? Đây sẽ là phần chi tiết tay cót của chiếc đồng hồ đây ạ. Vách lưng sau, những cái đường vân cũng rất là đẹp. Rồi, và em cũng sẽ thử cái âm thanh tiếng chuông. Sự pha trộn giữa hai chất liệu gông đã tạo nên âm thanh tiếng chuông cũng rất là đặc biệt. Khép phần cánh thùng lại và quay thêm một lần nữa để các bác cùng nhìn lại toàn bộ thiết kế của chiếc đồng hồ.
rất đẹp mắt. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay sẽ là chiếc đồng hồ từ một thương hiệu cũng hết sức là nổi tiếng và quen thuộc với các bác rồi. Đó là thương hiệu Vedet, được ví như là ngôi sao sáng của ngành đồng hồ cổ của Pháp, bởi vì các cái thiết kế thùng rất là nuột nà mà các bác đang nhìn thấy đây. Kiểu dáng thùng bè và vẫn là những cái vân gỗ đối xứng. Đặc biệt điểm gồ lên tại hai bên cánh là hai cái phảng gỗ lớn, cùng với đó là các cái chi tiết hoa văn, những cái đường lá được điểm trực tiếp trên phần cánh thùng. Rất là mềm mại. Hoa văn rất là tương đồng các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy những cái hoa văn lá cùng với các cái hoa văn ở trên mặt kính đây. Rất là tương đồng và đồng bộ với nhau, mang lại một cái tổng thể rất là hài hòa. Thêm một điểm đặc trưng nữa của những chiếc đồng hồ Vedet, đó là những cái bộ kính. Các cái bộ kính trên mặt số sẽ gần như luôn luôn được làm bằng cái bộ kính gọi là bộ kính mo cong, giúp cho phần mặt số sẽ trở nên sâu hơn và cảm giác khi nhìn sẽ rất là khác biệt. Đây sẽ là bộ kim mắt ngỗng. Một bộ kim mắt ngỗng mà chỉ thương hiệu Vedet sở hữu với kiểu dáng như thế này. Logo của thương hiệu Vedet thì sẽ luôn luôn được in trung tâm ở phía bên trên trục kim. Và đây là một bộ mặt số cũng còn cực kỳ đẹp. Từng con số được in trên cái nền rất là sáng. Nửa bên dưới của đồng hồ, một bộ kính ngoài được tráng gương ở phía viền ra, còn được tô điểm bởi các cái họa tiết vẽ, các cái họa tiết vẽ xung quanh. Màu sắc vàng cũng rất là đẹp, bổ trợ cho phần mặt lắc bên trong. So sánh 3 chiếc đồng hồ thì có lẽ rằng đây là chiếc đồng hồ sở hữu phần mặt lắc sáng nhất các bác nhé. Còn cực kỳ đẹp. Vân gỗ cũng vậy, vân gỗ đặt đối xứng nhau, rất là hài hòa với toàn bộ tổng thể. Sẽ có một thiết khóa ở bên phía trái của phần thùng đồng hồ đây. Một phần móc khóa là đủ. Và đây là phía bên hông thùng còn lại. Tiến sâu bên trong, thương hiệu Vedet thì đương nhiên rồi, nổi tiếng với cái sự kỹ càng và cẩn thận. Toàn bộ các cái phần kính được nẹp rất là chắc chắn bởi những cái sợi cây gia cố rất là chắc chắn luôn các bác này. Các bác nhìn đấy ạ, toàn bộ đường viền đảm bảo cho quá trình sử dụng cực kỳ là lâu dài. Đây là giấy chú ý của thương hiệu Vedet được điểm tại cánh thùng. Bên đây thì sẽ có các cái chi tiết bản lề đen màu rất là chắc chắn và kiên cố. Ốc bắt cầu các bác ạ. Và đây là chi tiết tay cót được gắn trực tiếp tại phần hông thùng đây. Phần lưng thùng luôn luôn được điểm một phần giấy với phần mũi tên quen thuộc Vedet Table Westminster và tên thương hiệu Vedet. Mũi tên sẽ là mũi chỉ khi mà chúng ta treo đồng hồ các bác ạ. Và một bộ gông thép màu sắc còn cực kỳ đẹp trên nền củ gông chữ T. 8 thanh gông thép và vẫn sẽ là âm thanh của bản nhạc Westminster. Hai phần cần gạt khóa vồ tại cả hai phía, rất là nhẹ nhàng các bác này, trơn tru. Các cái phần ốc bắt chống tường, em xin lỗi là ốc bắt chống máy thì chính xác hơn. Hai chi tiết ốc đảm bảo khi mà chúng ta sử dụng đồng hồ hoặc là dịch chuyển đồng hồ thì bộ máy sẽ luôn luôn được cố định tại một vị trí và sẽ đảm bảo khi mà chúng ta vận chuyển xa chăng nữa thì cũng rất là an toàn. Ngắm lại phần mặt số một chút nữa rồi em sẽ thử âm thanh tiếng chuông gửi tới các bác. Rất đẹp mắt. Rồi, và sau đây sẽ là âm thanh tiếng chuông.
âm thanh nhẹ nhàng và có độ ngân rất cao, là những tiếng chuông của đồng hồ Vedet. Rồi, cùng nhìn lại một lần nữa toàn bộ chiếc đồng hồ Vedet. Vâng, và trên đây là 3 chiếc đồng hồ mà đồng hồ vang vọng muốn gửi tới các bác và giao lưu cùng các bác trong video ngày hôm nay. Các bác cần liên hệ về trực tiếp tới đồng hồ vang vọng thì có thể theo dõi theo cái thông tin mô tả ở dưới phần em có để rõ địa chỉ và số điện thoại để liên hệ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.